we sail a little bit high. Hay là biết không? Và trong loại này khán giả mình sẽ không có nghe những gương mặt thân thuộc ở cái số nữa, bởi vì những cô gái đã tiêu quá nhàm chán rồi, cho nên là dòng loại này đặc biệt hơn là sẽ nhường sân khấu lại cho chàng trai đẹp trai nhất của cái hát của chúng ta, Lâm Nguyễn, cao lên sang trên phong trần. Nhưng mà dòng này tôi muốn là trưởng đầu quay làm cầu tôi hát. Em quay được không? Là con chim chứ phải là má tao. Em quay cũng được mà. Em quay cũng được, em là boss. Thôi thì... không, tụi mình là tốt. Bà bé boss đi vô anh. Em là boss nhưng mà Tâm Thảo tụi em thờ sổ đi để hai em quay cho. Em sao anh đó? Em là em gái, còn nhỏ này mới là tốt nè. Vui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cúi đầu trong giấc tâm mà tôi biết nắng mưa xây chuyển nghiêng yêu một lòng theo thắng dẫn công đạo sang mà không nhé. Còn số 3, 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 số gì đây, năm gì đây, công chúa. Kể từ lúc tôi được theo dòng rồi nghe giọng hát cô. Hoàng hậu rồi. Coi. Rồi. Leo. Ôi hoàng hậu nó băng hà rồi. Chị khoan. Chị mình xỉu có lịch sự. Rồi xong luôn. Bắt luôn. Cúi cái đầu luôn. Chị. Công chúa. Công chúa có nhớ ta không? Mày là ai? Công chúa, trước khi ta nói chuyện tiếp, công chúa dựng hai cái bát xuống được không? Đạp bằng cái mà lòi cái bát đạp. Ủa xác này xác nam hả? Không, xác bóng. Dạ. Rồi sao ta là ai? Nói với lại con thái giám kìa. Rồi đó. À, thái giám nói gì? Hỏi nó. Nói gì con? Công chúa. Sao? Tại sao? Có chuyện gì? Công chúa. Đó đi mẹ. Thưa công chúa, chứ chuyện công chúa, đây là hoàng thượng. Trời đó, đang trong giai đoạn xạ trị. Ca ca. Sao bé? Hùng hả? Công chúa kêu hoàng thượng bằng ca ca. Chứ kêu hoàng thượng bằng cái gì? Dạ. Phụ hoàng. À. Nhũ mẫu. Nghe chữ nhũ là tao biết con gái con trai rồi. À. Công chúa. Tại khó quá đó. Công chúa. Sao khỉ đầu chó. Sợ đi má thôi. Nhiều à. Số gì ra, năm gì ra, con năm gì đây. Cái đồ lưng không đường theo chậu. Rồi gác sông hoa cô. Đi rồi, ra giúp em ta theo rừng ngò. Cái từ lúc cũng gió lên đèn. Sao? Bước theo hào chơi. Mới hay thì ra có bạch diễm xưa. Hai đứa trong tiền thuyền. Còn 54 số ít xuống thì đây. Đó, bởi vậy ta nói hả? Phải nuôi tóc. Bởi vậy BD mà đổi tóc giả nữa là xu liền. Xin lỗi. Kè kè nó làm việc mày kè. Qua đây hả? Xin lỗi. Xin lỗi mày. Tao giật lỗ. Cái mặt nó đội tóc giả đã xấu rỗi ra y chang thiệt cái đít nồi. Hiện tại mục tiêu đã được Hiến dòng nên chết tại rồi, chết tại cái gì? Vậy cái mặt trong cái đít gì? Đít gì? Đít khỉ. Không. Trời ơi, ai nãy là nó dép xuống đây nè. Thì ra là ngươi. Gì vậy? Đồ tóc. Rồi xuống đây quý vị ơi. Số gì ra thế, số gì ra có lương duyên. 30 nguyên bánh con 30. Con 30 là con 30 xuống chị đây con với chị đây mang. Chị đây con với chị đây mang. Chị đây sao đóng tao mất giá mất áo. Con người sao, con người sao số gì ra mang chị ra. Con người sao, con người sao, con người sao số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra con đâu đúng tao. Xuông đúng xuông ước cùng nhau mà ước áo còn 30 sao, 30 sao, 30 sao, 30 sao, 30 sao, 30 sao số gì ra, số gì đây, số gì đây con số gì đây. Lương Sơn Bá lấy con đá chọi mắt cá chúc anh đại. Con số 2, con số 2 là lại ở vì con số 2 nhiều điểm đi qua đám người đọc giải đề nghị tôi biết gì mình nhận số gọi giá để tránh tình trạng kinh phong, kinh sổ, kinh dực chúng ta gọi giá mà chịu lại. Rồi chúng em xin phép được dọn số của quý vị nha. Rồi số 2, số 2 gì kia ra có 16, 16 có 2, 36, 36 có 3 và 46, 46 có 4. Cái thú vị là vé tiếp theo 2, 16, 36 và 46 giống như vậy luôn. Rồi số 2 chúng nhân tiến lên làm quay và bắt đầu quay số. Ai số lớn nhận về giùm em đó là một con gấu hoặc là một cái quạt máy nha. Và kính thưa tất cả quý vị, trong đêm hôm nay tụi em sẽ có một phần thưởng đặc biệt dành tặng cho tất cả quý vị ở dòng loại lô tô đặc biệt, đó chính là một chiếc điện thoại Vivo Y91C dành tặng cho tất cả quý vị trong đêm hôm nay quý vị nha. Rồi 35 giảm cho tới 49. Rồi anh 35 nhận dùm em 5 vé dòng loại sau. Và sau dòng loại này chúng ta sẽ đến với dòng loại đặc biệt nhất của tối đêm nay là một chiếc điện thoại. Và anh ơi nhận dùm em nó quạt máy đúng không anh? Rồi cảm ơn anh. How far can we get if we sail?